Ngọc Thơ Kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin đạo diễn sau sân khấu trong vụ chuyến bay giải cứu đã treo cổ công lý ngày 29 tháng 7 blog gió bất trên afa có bài bản án vụ chuyến bay giải cứu Phạm Trung Kiên thoát chết nhưng công lý bị treo cổ tác giả cho rằng những bản án vụ chuyến bay giải cứu đầy rẫy bất Minh né tránh vấn đề cốt lõi là quyền lợi của những khách hàng bị hút máu Hình ảnh bài trên AFA Tác giả dẫn quan điểm của bác sĩ Võ Xuân Sơn bày tỏ sự bất bình cao độ với bản án. Vụ án này cho thấy một vấn đề khác, đó là chẳng mấy kẻ sợ cái lò đang cháy rừng rực. Chúng chẳng sợ bị bắt, chẳng sợ bị lộ, chẳng sợ cái lò đốt cả củi tươi của bác Tổng. Tác giả bình luận, tâm trạng của bác sĩ Võ Xuân Sơn cũng như là ưu tư chung của nhiều người. Vấn đề không chỉ là án nặng, án nhẹ, mà điều đáng thất vọng là qua phiên tòa này, một lần nữa cho thấy trong thể chế Việt Nam, công lý không được thực thi, các cơ quan pháp luật không răng dạy người ta ăn ngay làm phải, mà ngược lại, án tử hình là hình phạt nghiêm khắc, có phần mang rợ, mà nhiều nước khác đã bãi bỏ. Không ai muốn ông Kiên phải bị tử hình, nhưng hành vi nhận hộ của Phạm Trung Kiên là quá sức tàn nhẫn chỉ là thư ký mà Kiên đã cưỡng ép các doanh nghiệp phải chi số tiền khổng lồ. Tác giả dẫn bình luận của nhà báo Mai Bá Kiếm rất dí dỏm nhẹ nhàng mà sắc sảo. Nếu Kiên không kháng cáo án sơ thẩm, coi như manh mối trùm cuối không còn. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên không phải là người thường mà thành người cõi trên vì có thư ký Phạm Trung Kiên nhận hối lộ 42,6 tỷ đồng mà ông vẫn giữ mình trong sạch vững mạnh nên đạo đức sáng ngời, công đức vô lượng ở chiều ngược lại tác giả nhận xét án chung thân của hoàng văn hưng càng làm dư luận bức xúc bất mãn không ai tin hưng bị oan không ai than phiền bản án nặng nhẹ thái độ bản lĩnh điềm tĩnh tự tin sắc sảo của hưng trước phiên tòa càng thuyết phục công luận hưng là tay lão làng trong lĩnh vực điều tra và không thể nào vô tội nhưng điều dư luận bất bình chính là cung cấp buộc tội của cơ quan tố tụng chỉ dựa theo niềm tin nội tâm và suy đoán có tội mà thiếu chứng cứ vững chắc. Hình ảnh bị cáo Phạm Trung Kiên, người được xem là Lê Lai cứu Chúa. Tác giả dẫn ý kiến thẳng thắn của Nick mai không phục nhất là cái án chung thân dành cho ông Hưng, gần như chỉ là sự trả đũa của tòa án cho một bị cáo không chịu nhận tội. Bị cáo có quyền bảo vệ mình và không nhận tội trong khi trách nhiệm chứng minh bị cáo phạm tội là của bên công tố. Việc kết án nặng họ với lý do ngoan cố không ăn năn hối cải mang tính chủ quan nặng nề và có xu hướng đẩy nhiều người vô tội phải nhận tội để tránh bị xử nặng hơn và nhiều án oan cũng từ đó mà ra. Cán cân công lý đã bị đặt nặng quá ở một bên từ trước. Tác giả cũng dẫn lời luật sư Trần Đình Dũng với lập luận nên tố tụng hình sự như bị đóng đinh thêm tiền lệ suy đoán có tội luật sư trần đình dũng nhấn mạnh đến nguyên tắc pháp lý quan trọng đó là pháp luật luôn nhắc nhở bằng các quy định để người tiến hành tố tụng đặc biệt là các thẩm phán không được suy đoán có tội mà phải suy đoán vô tội luật sư dũng cho rằng án chung thần của hoàng văn hưng đã khiến những người làm công tác liên quan đến tố tụng hình sự cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào bộ mặt tố tụng hình sự của nước nhà tác giả nhận định điều đáng nói nhất là hội đồng xét xử và cả ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dân sự hóa hợp pháp hóa cho sai phạm pháp lý khổng lồ là việc lợi dụng dịch bệnh và danh nghĩa chuyến bay giải cứu để cưỡng đoạt tài sản người việt ở nước ngoài bằng giá dịch vụ cao cắt cổ tác giả nhấn mạnh hành vi nâng giá dịch vụ ai cũng biết nhưng công an không khởi tố điều tra thì lấy đâu mà ra tài liệu hồ sơ có thể nói tóm lại là sống chết mặt bay tiền thầy bỏ túi bởi trước tội ác tày trời tòa không khởi tố mà nói văn vẽ dành cho dân quyền yêu cầu giải quyết quyền lợi là cách phủi trách nhiệm a à tòng với tội ác bởi đại án này là do ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo nên tất cả các động thái phủi tay của công an viện kiểm sát tòa án đều nằm trong tầm kiểm soát của ban tác giả kết luận còn nhiều và nhiều vấn đề trong phiên tòa này, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ cho thấy bản án đã treo cổ công lý. Nhưng hội đồng xét xử của bàn kịch này cũng chỉ là một nhóm diễn viên được phân vai. Kẻ thủ ác treo cổ công lý chính là ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, đạo diễn đứng sau sân khấu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin đạo diễn sau sân khấu trong vụ chuyến bay giải cứu đã treo cổ công lý. Ai rồi cũng thành quan tham. Ngày 29 tháng 7, AFA Tiếng Việt có bài bình luận của Thiên Hành với tựa đề Ai rồi cũng rứa. Tác giả nhắc lại việc ông Hoàng Văn Nghiên khi vừa nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào năm 1994 đã đem nộp cho kho bạc nhà nước một số tiền rất lớn, tiền tỷ là tiền các doanh nghiệp biếu ông ăn Tết Tác giả cho rằng sự việc này đã khiến cả xã hội choáng váng, dân đen vừa thèm thuồng vừa khâm phục và hết lời khen ngợi ông Nghiên. Hình ảnh bài trên AFA. Nhưng tác giả bình luận, ông Nghiên mới chỉ vừa lên ghế chủ tịch Hà Nội còn mới, mà chức cũng chưa phải là cao, nhưng tiền biếu đã ghê răng thế rồi. Thì các lãnh đạo cao hơn, to hơn, lâu hơn, sâu rễ, bền gốc hơn, còn được người ta biếu sáng bao nhiêu tỷ tỷ, nghĩ tới đã thấy lạnh người. Tác giả nhận xét không ít lãnh đạo khác ghét ông Nghiên lắm và cả bộ máy này có nguyên tắc của nó ai cũng biết, ai cũng làm thế. Mình anh tỏ vẻ thanh liêm thì anh là con cừu đen, là đồ lạc lỏng cố chứng tỏ. Đến cái Tết thứ hai không biết doanh nghiệp có sợ tấm gương năm trước mà ngừng biếu tiền cho ông Nghiên hay không. Nhưng từ ấy Hoàng Anh thôi không hót nữa. Tuy nhiên sau đó dù đã về hưu năm 2004 nhưng đến tận 10 năm sau, ông Nghiên mới đầy dây dứt trả lại biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, Hà Nội. Biệt thự này là nhà công vụ, được thành phố Hà Nội cấp cho ông Nghiên sử dụng trong thời gian giữ chức chủ tịch Hà Nội. Nguyên tắc là khi hết giữ chức thì phải trả lại nhà công vụ cho nhà nước để nó được tiếp tục cấp cho người sau sử dụng. Nhưng tác giả mỉa mai, ông Nghiên đã là con chim sợ cành công nên ông hãy nhất từ trả lại. Tác giả dẫn trường hợp gần hơn là nguyên tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền. Năm ông Truyền mới nhậm chức, có doanh nghiệp ghé nhà thăm. Sau khi họ cáo từ ra về, ông Truyền thấy dưới ghế salon có một gói tiền. Ông liền chạy theo người khách kia nhất quyết trả lại. Thế nhưng tác giả cho biết, cũng như ông Nghiên, chỉ 5 năm sau, đến khi về hưu, ông Truyền đã bị kỷ luật đảng liên quan đến việc giữ hơi lâu một thửa đất và một ngôi nhà của nhà nước cùng với loan ngoằng trong vài ngôi nhà thửa đất khác hình ảnh năm tướng cảnh sát biển lĩnh án tham ô tác giả tiếp tục dẫn vụ tham nhũng tại bộ tư lệnh cảnh sát biển khiến hơn chục tướng rụng sao các ông tướng tá cảnh sát biển công nhiên bàn cách ăn chặn và tỷ lệ chia chác tiền mua vũ khí khí tài ngay trong giờ cơm trưa tại văn phòng trụ sở cơ quan theo tác giả nếu theo dõi hành vi của một quan chức lâu dài từ khi chưa giữ trọng trách cho đến khi rớt đài vì tham nhũng đều có biểu đồ tương tự điểm chung đáng lưu ý là khi đã nhúng chàm thì họ nhúng rất quyết liệt tác giả nêu nhận định quan tham hành xử thật trơ tráo vi phạm pháp luật công khai nhưng không phải là vì họ không sợ pháp luật mà vì họ tin pháp luật hiện tại không động được đến mình Niềm tin đó được hình thành dần dần trong suốt quá trình làm việc qua quan sát sự tham nhũng của các tiền bối và rút tỉa kinh nghiệm từ trải nghiệm của chính bản thân. Một người trong sạch không thể tồn tại trong hệ thống lấy hối lộ làm nguyên lý hoạt động. Nếu ai đó muốn rời bỏ nguồn máy này mà vẫn giữ được tư cách trong sạch, nó sẽ nghiền nát họ. Họ sẽ gặp đủ thứ tai nạn nghề nghiệp vào những lúc bất ngờ nhất. Tác giả Chua Chát cho rằng, Ai cho ăn, người đó là mẹ. Tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo Việt Nam không phải là một bước chân sơ sẩy, trót lỡ. Nó là hệ quả của sự nghiệp chống tham nhũng bằng hô hào, kêu gọi, liêm chính, nhưng luôn luôn lờ đi thực tế là đảng viên cũng cần phải ăn. Nó chính là con đẻ của chế độ, nên gần như đã thành quy luật. Quá trình thăng tiến của một lãnh đạo cũng chính là quá trình tha hóa của họ. Tác giả cảm thán trong môi trường dày đặc dưỡng chất cho tham nhũng ấy, ai rồi cũng rứa thành quan tham cả thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Ai rồi cũng thành quan tham. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm